À, kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Vừa xong thì Trọng mới có giải quyết cái trường hợp của bé nhóc xong. Thì mọi người thấy chắc có nhiều khán giả thì cũng thấy buồn. Bản thân của Trọng cũng thấy buồn đó mọi người. Tại vì mình thấy anh ấy cũng buồn, chia tay bé nhóc là thấy buồn, nhưng mà nó có được cuộc sống tốt hơn thì mình suy đi nghĩ lại thấy nó cũng nói chung là cũng tốt, mà Trọng thấy là sao á. Rồi Trọng vô tình đi qua thì gặp cái mấy bé chó này. Đây là cũng là một trường hợp đặc biệt đó nha. Rồi Trọng quay coi. Ui, ăn gì sang dữ gì trời. Ăn sáng luôn nè mọi người. Đây, bốn bé chó nè ăn sáng. Trọng chưa ăn sáng luôn mà nhìn thấy các phần ăn của các bé nè. Nuôi bốn bé chó ăn sáng. Thịt bò. Đây cũng là một cái trường hợp sống ở ngoài đường. Rồi nuôi với các em, chăm sóc các em nè, nó chảnh kìa. Đó kẹt tôi cứ đi chưa. Ồ nó ăn mì xào bò. Ui da. Chị đeo cái video này cho đây chị. Ăn đi nè. Bò đó, chứ mày heo đâu má. Kén ăn quá tôi cho ăn gì mà sang dữ vậy? Để bốn hộp thì nhiêu tiền? 100.000 à. 100.000 con gà đó, ăn sáng 100.000 rồi. Mọi người ơi, ăn sang chưa? Mấy bé này là. Nè. Để tao hỏi mày ăn không? Mày không ăn mà tao cho con kia ăn mà mày có đói á. Bố cho chó ăn sang. Ăn kén quá thì cho mày nè Ben, ăn đi Ben. Nó không ăn mày ăn hết đi cho mày thèm. Cái này nuôi lâu chưa? Lâu rồi, em nuôi từ nhỏ lớn. Bé này mới hả? Bé này mới. Bé như người ta bỏ đó. Không ai nhận nuôi, cái lệnh gì nuôi luôn. Mày kén ăn quá là cho mày nhịn. Lại anh coi. Đó tay dựng đứng kìa. Chị tên gì? Em tên Ly. Tên Ly. Hằng ngày mình làm gì Ly hả? Lụm bé trai. Rồi lụm bé trai. Lại cuối tuần là cho tụi nó đi chơi này kia, ngủ nghỉ ở đây nè. Hôm nay là cuối tuần ha. Rồi hằng ngày là sáng nào mình cũng cho nó ăn gì luôn hả? Bữa được bữa cái, giống như là bữa nào mà mình không có nhiều tiền mình cho nó ăn dở một chút, giống như ăn hạt cây đồ gì đó. Còn bữa nào có điều kiện hơn chút thì mình sẽ cho nó ăn thịt thà, giống như đổi món cho nó ăn. Rồi trưa nay ăn gì? Trưa nay ăn cơm. Mua cơm gì ăn? Cũng mua hay là đã xin cơm cơ từ thiện? Ôi cơ từ thiện nó chê nó không ăn đâu. Trời ơi cơ từ thiện nó chê nó không ăn đâu. Cơ hiện ví dụ giả sử như món sườn nó ăn sườn nó bỏ cơm. Còn ví dụ như mua cơm ngoài nhưng mà nó không ăn, nó ăn đồ ăn không à. Trời ơi trời. Kìa một em nằm trên đó bốn em, nuôi bốn em mà dắt sáng ăn sáng thôi là mất 100.000, mà dắt trưa nữa là nói chung lại đi chắc là đi đường bé trai là có nhiêu cho nó ăn hết quá. Đúng rồi, ngày nào có nhiều là ăn hết luôn, ngày nào có ăn ít không nhưng mà mình cũng phải dự trữ lại, giống như nó bệnh hoạn hay mình bệnh hoạn có thuốc để mình đi bệnh viện đi thú y nữa. Đây là nói thẳng ra là hồi xưa giờ mà Trọng quay clip nha
Trọng thấy đây là những chú chó mà ở ngoài đường là sướng nhất. Có nhiều chú chó ở ngoài đường có tình thương thì Trọng thấy nè, rồi yêu thương là có, nhưng mà có dạng như là ăn uống là mấy bé này hồi xưa giờ Trọng thấy là sướng nhất trong ở ngoài đường từ hồi đó đến giờ này luôn. Ví dụ người ta nuôi một con đi, có người hồi đó nuôi một con thì cho ăn nó ngon ngon cũng được, con này là bốn con ăn sáng mất 100.000, rồi ăn trưa rồi ăn chiều nữa. Đó, nó chảnh ghê, con nào cũng thấy nó chảnh ghê không. Nè, mì bò nè mọi người, sáng mà ăn hộp mì bò nó còn chê thịt bò luôn nè, chứ không phải đơn giản đâu. Kêu con nó xuống chơi đây đi. Kể ơi, muốn chơi kể. Kêu nó xuống liền kìa. Đó. Thương chưa? Trứng nào còn đỏ không à? Trời ơi, ôi, sang quá rồi. Trứng mà chó. Mà trứng ăn lòng đỏ thôi, lòng trắng không thèm ăn nữa. Thấy không? Ăn mà nó còn chê mà. Nên gọi cái này, cái này tên gì? Kỹ. Cái gì? Kỹ. Kỹ à? Trời, kỹ mà Trọng nghe tin nhạy cảm. Tay kỷ niệm á. À. Trời ơi, đòi ăn kìa. Bò thì không ăn lại thấy dành ăn kìa. Trời ơi, hư chưa? Đó. Thường thường là mình đi nhặt ve chai ngày được khoảng nhiêu tiền mà mình cho nó ăn ngon như vậy? Thì 100 mấy 200 mình mua lại nữa. Đó kiếm lời. À, mua luôn. Có kinh doanh. Hèn chi. Tối ngủ mình mua người lắm á. À. Ve chai cũng có nhiều người đi lụm, còn có người vừa lụm mà vừa kinh doanh nữa, có đầu óc kinh doanh nên là các con được sống sung sướng. Cũng ăn quá bà ơi, mà cũng ăn gần sâu. Cái này là mấy bé này là Trọng thấy là Trọng rất là thích luôn nha mọi người. Mà mình đi ở ngoài đường thế này nè, cái cho người nào mà thương chó, người nào mà yêu thương chó là mình biết hết trơn à. Mình quay phim mà những cái cô bán hàng rong, những cái người mà ở chung á, người ta lợi, người ta mừng gỡ, người ta hỗ trợ á, người ta nói vô rồi là mình biết cái người là mấy bé nó sống rất là thiệt. Mấy bé đó sống rất là tốt thiệt. Còn kiểu mà mình quay phim ở ngoài đường nè, dù mình quay cái trường hợp đó mà xung quanh nhìn mình với cái ánh mắt dò xét, cái mình nó coi thường á, trời thằng đó nó bị dụ rồi đâu này nọ đó, là mình phải có cái sự chú ý liền. Kinh nghiệm của Trọng là vậy đó. Mấy bé này thì Trọng nói là quá đã. Như nãy giờ cô bán bánh mì nè, cô bán bánh mì nãy giờ qua cứ chạy tới chạy lui, nói vô không à. Ủa rồi tối nay là nó ngủ ở trên xe hết luôn hả Ly? À tối ngủ xe chơi sinh hoạt đĩa tái xuống dưới, tối em ngủ bên bưu điện á, tại giống như là em không có chỗ ở thì em ở đây lâu, bưu điện thấy em tội nghiệp thì cho em ngủ ở ngoài cái vỉa hè bên ngoài bưu điện á. À. Em để đồ ve chai em để nó hết. Cái con lâu nhất là em nuôi bao lâu rồi? Tụi nó là cũng sinh xem nhau hết 1 năm 3 tháng. À, con này là 3 tháng. Là mình ở Sài Gòn này hồi đó giờ hả? Hồi đó là em ở trên Đồng Nai. Đồng Nai. Thì về đây là ở đây luôn, nuôi luôn. Giờ mặt cưng không? Thì khô mà trời, đã gì đâu mọi người ơi. Thương quá trời quá đất luôn. Nè. Không ăn hết mì luôn á, nhìn kìa, có phần mì của nó mua riêng đàng hoàng đó nha, mua mì xào bò đó, bỏ xào bò. Ừ. Ăn sang hơn là chủ luôn, ăn sang hơn sen luôn, sen là ăn mì xào trứng đó, ăn cái trứng rồi nó lại nó ăn hết luôn. Đấy, cuộc sống
lang thang ngoài đường, là cũng có những cái nỗi khổ, những nỗi vất vả, và cũng có những cái niềm vui. Nhưng nói chung thì nói thôi chứ vất vả nhiều hơn. Đây là cái trường hợp này thì Dịch Trọng lại yên tâm hơn trường hợp của thầy bé nhóc hôm trước nè mọi người. Thật ra đây là trường hợp mà mình thấy về cái môi trường sống và về cách chăm sóc rồi là nó yên tâm hơn cái anh hôm bữa. Thấy bé này dễ thương gì đâu á. Hello, đây con nha. Lại anh gọi cái ừ. Ê, con đó là con dễ nhất. Đây, đây nè, trời ơi. Lại anh gọi cái đó. Gọi cái ơi, dễ thương không? Chó ngoài đường mình gọi thoải mái nè nè nè. Ôi, cưng quá, cưng quá. Nước kìa, uống đi. Uống nước, uống đồ đầy đủ hết trơn. Đây, uống nước nè. Uống nước đá hả? Uống kéo. Đang nói chuyện. Tất cả hành trang của mình là trên xe này hết ha. Được rồi. Ôi, uống nước bỏ cục nước đá vô luôn. Rồi gặm cục đá đi ra ngoài rồi. Cái khô con nó gặm cục đá đi ngoài liếm kìa. Ôi, chuyện nó hạnh phúc quá mọi người. Dễ thương ghê á. Đó, gặm cái gì vậy? Đá gớt xuống đất phải rửa đàng hoàng mới bỏ vô ly nước á, kỹ lắm, chủ kỹ lắm, thương lắm. Ba đúng luôn, đúng bài luôn. Ủa không? Ồ, dân luôn, dân tới miệng luôn, rồi lấy ra tiếp. Ta mùi mới rửa xong á. Dương giờ đang ngậm nước đá kìa. Đó, cục nước đá đó mọi người. Lên lên đứng cái chết con. Khùng ghê thiệt chứ. Gì vậy, gì vậy? Kính thưa quý vị khán giả, thì buổi sáng hôm nay chồng rất là vui và cũng gọi là may mắn khi gặp được các em này chia sẻ lên với mọi người. Đây là những cái bé chó sống lang thang ngoài đường mà với chồng, chồng cảm giác đây là những cái bé chó rất là hạnh phúc, được một cái người chủ mà yêu thương hết mực luôn, cho ăn sáng rồi ăn trưa ăn chiều, không phải ăn cơm từ thiện luôn. Cơm từ thiện nó chê. Đây là những cái bé mà chồng thấy nó quá trời hạnh phúc luôn. Có duyên gặp. Ali ơi, đó. Anh này cũng hay đi giúp đỡ các bé chó mèo á. Anh này có cái duyên nha. Vô tình có cái duyên đi gặp các em ở đây. Thì anh gửi cho em 500 hỗ trợ cho em 500 để nuôi cho các em ở đây nè. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh với mọi người đã ủng hộ. Anh tên là Trọng Cà Mau, hay quay các bé chó ngoài đường gì đó. Anh hay quay các bé chó nè.
nay gặp các bé nhà của em thì gọi là có cái duyên, rất là có cái duyên luôn, mà anh rất là thích, gần rất là dễ thương. À, kính thưa quý vị khán giả, thì chồng cũng vừa xuất quỹ ra 500 để hỗ trợ cho bạn Ly để nuôi các em, tại vì chồng cảm nhận được ở đây là một cái sự, một cái tình thương, một cái sự hạnh phúc của các bé chó đi theo cô đó kìa. Rất là mong quý vị khán giả xem video ủng hộ cho chồng một like, một share, và những video của chồng gửi đến mọi người, mọi người xem, mọi người có một cái niềm vui trong cuộc sống hơn, có một cái giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc. Bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.